trong đó nghe có chi đành lòng sao em để người thương nhớ mong đêm ngày vì đâu em ơi nhớ thương hoàng đạo chắc ngất không yêu vì sao mình thương đất quê em miền đất thành. Anh gọi tên em cô gái tầm vô châu thành xứ sở dẫu bước chân anh vẫn còn ba ngờ bóng rạng rỡ ân tình tình cô anh với em gái châu thành mình đã luôn nhau mấy mùa mãi nở nhưng em bảo mình nghèo nên hẹn lại chuyện mai sau từ đó em về hiệp thành Vĩnh Công qua Hòa Phú Long Trì hay về Dương xuống hồi mình được tin nhau mấy mùa mai nở nay trở về đây bóng trạng trở quê mình đổi hơn xưa còn án lục long thì vươn lên vượt khó phật tân hưng thì thủy chung ăn bó với dùng đất châu thành gian khổ mà vui anh đã qua khắp nẻo làng quê mới hiểu được chiều sâu thay đổi mình chưa yêu nhau vì còn gian khó nay châu thành đang chờ góc trời quê châu thành thành thăm màu xanh của lúa của thành lòng ngọt ngào sao em gái tầm chú mọi cô chưa được đồng xu một. Hãy